Có khoảng 50 cây trà là thông minh như thế này được dựng lên ở khắp Dubai để phục vụ người dân và khách du lịch, chủ yếu là ở các bãi biển và các khu vực công cộng. Tại đây, du khách có thể sạc pin điện thoại với tốc độ nhanh gấp 2,5 lần bình thường, truy cập Wi-Fi miễn phí trong bán kính 100m hay truy cập những thông tin cần thiết về du lịch. Năng lượng để những cây trà là này hoạt động là năng lượng xanh thân thiện với môi trường. Cùng với những cây trà là thông minh, Dubai cũng đang tiến tới hoàn thiện hạ tầng du lịch thông minh để phục vụ du khách trong một thập kỷ tới. Trong đó, tất cả các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn, visa, hàng không sẽ được công nghệ hóa một cách triệt để.